tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy tất đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ bỏ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Suy niệm: Di ngôn của người sắp lìa trần bao giờ cũng hết sức quan trọng, bởi vì đó là những lời tâm huyết nhất mà người sắp ra đi muốn để lại cho con cháu, cho đời. Mà đây là cơ hội cuối cùng để nói lên. Chính vì thế, những lời ấy dù có thốt ra trong tiếng thều thào cũng được những người thân chăm chú lắng nghe. Có thể coi những lời Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay chính là những di ngôn của Ngài, vì đây là lần cuối cùng Ngài nói cho dân chúng trước khi chịu khổ hình. Lần này Chúa không nói thầm như kêu lớn tiếng. Điều tâm huyết mà Ngài gửi đến cho mọi người: Tôi đến không phải để xét xử thế gian, mà để cứu thế gian. Đó cũng là điều Ngài đã nói riêng cho ông Nicodemo từ những ngày đầu. Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Con Thiên Chúa được sai đến trần gian chỉ có một mục đích là cứu chúng ta. Vì thế, chúng ta cần lắng nghe lời Chúa để biết mình cần được cứu độ. Quả thật, Ngài yêu thương đến nỗi hiến thân chịu chết để cứu ta. Nếu không, Chúa đã chẳng nói lên những lời thống thiết như thế. Lạy Chúa, con xin đặt trọn niềm tin vào Chúa để được Chúa thương và ban ơn cứu độ.